chủ đâu không biết cây ổi bao tiền. Không thấy đâu. Nó chắc đây. Quay cho anh bạn. À có tí quả đấy, có tí hoa. Cái này cây ổi ta nhé. Ổi ta. Không được. À. Ổi găng hay ổi gì? Bao tiền? 4 triệu. Chưa được. Ngàn hoa. Đây là dòng được với 15 hoa. Đây mình chở đi quán Pito anh nhỉ. Để vậy ông nào thích mua ông cắt. Tôi nghe này mang con này cũng của anh à? Bao tiền con đấy? Sinh nhật à? Không phải, nếu như mà uống được thắng long thì đẹp nhỉ. Không, long thì nhưng mà long đã để thắng trực rồi. Tại vì với cái đầu này, nó bong rồi. Nó không sửa, nó to rồi. Nó sửa, điều gì sửa, thì lại cắt này đi. Thế thì ấy lắm, sẹo hơi to. Thì cái đoạn này lại hơi cứng. Cắt này đi này. Nhưng mà đoạn cắt này đi thì để đoạn đấy thì lại hơi ấy. Hơi thoát, hơi thoát. Hơi thoát, quả nó hơi thoát quá. Không mà mạnh tí nữa thì mới dám cắt. Nên hơi thoát. Cắt đi chỗ huyền hơi ấy. Thì nó muốn nó để đường, nó đường cắt chuyển, mạnh. Đường chuyển nó hơi ấy. Chuyển lòng được. Nó ít ra nó phải to to tí. Nói chung là cái này là để này là có yêu hả? Không, kể nó cắt này đi vẫn là thành lòng được thôi. Thăng lên nữa. Bỏ nó đi, bỏ nó đi. Nhưng mà thì nó bị hở tay. Bỏ đi đây phải có tay ở dưới thì có. Nói chung là được cái bệ ở dưới rồi. Tay này đuối quá nhỉ. Tay lửa nó hơi rồi. Vui đi. 30 triệu, vừa bảo 30 triệu. Này, kỹ sạch sẽ đấy nhỉ. Yeah. Kỹ đến từng cái răm. Một chuyến này mà được chở nhiều ghê chứ bác. Đầu chiều hôm qua nay một chuyến ra đây bán những cái con này bán luôn rồi. Mình ở tận đâu anh? Cái đây 10 cây rồi. À thế ở chỗ Hoài Đức à? Ở Trung Quang rồi, An Phước. Gần An Thọ thiết được không? Cách đấy 3 cây. Sâu vào trong đấy. Đi vào trong. Chọc xem cái số của anh. Đọc thêm cái số của anh. Tí nữa em lưu nhé. Tí nữa xem cái ổi này bằng. Ôi đẹp này. Cái này cũng của anh à? Vâng. Cái này thì mấy tiền? Cái này thì mấy tiền? Cái này anh lấy mấy triệu bạc. Thôi mấy triệu chuyện. À mấy cái này nhìn quen mẹ thấy đâu rồi. Cái ổi này á? À, không thấy ở Mỹ Đình thì sao? Đúng. Đúng là ngay cái
chỗ ấy là mép bên này, chỗ chân một phòng vừa rồi ngồi mới đi. Đúng, đi quen. Hôm nay có hai cây bán một rồi. Em cũng chịu. Nhà chú ổn. Bác cho em cái giá đi, em xem một tí em đấy xem nào. Quên, quên cho chút tiền. Ổi, mô đơn, mô điếc cái này này. Mới đình đấy, đã đá bóng. Đúng. Cây thì cốt đẹp rồi hay để rườm rà đâu hay rất thích nhìn cái chú là biết ngay cây của chú. Cây nó sạch sẽ già rồi cắm nó đi cháu chắc chạy đi luôn. Mày có số điện thoại tao gì nè? Có rồi. Tao còn mấy tác phẩm kính quên tao bạn bán từng tắm chưa tao bạn con này nó biển thay đổi nhưng bao đá rồi nhưng phải giải dĩ băng này mà khách không đi nổi cơ à. Đẹp như thế giờ cái mẹ nó nó vào đá không nó bằng được băng này nó đẹp nó dĩ băng này cơ bạn bao đá cái thác đổ năm biển à. Tôi đã bán được ngay chạy hôm nay tôi từng đi nhận được cái đổ ra có đá có đá rồi đấy đá rồi đấy em màu lâu rồi đấy em đổ cho ông xem một xứng luôn chung đứng đây là nghiện đấy. Ngô đá rồi mà em đổ cho ông xứng luôn có cái thằng Tuấn Huy nó bám chậm nó không xanh rồi bám rất lâu còn nó để thứ nhất là nó ăn thêm nữa có năm màu đá rồi nhưng mà nó bám thua thằng này nó bắn lên nữa vâng con mấy cỏ ấy cái này vâng dưới to trên mà cái mầm này nó cái sạch sẽ kia chơi cây nó mượn đối với cháu cây này là rất ổn rồi, về chơi sướng lắm. Về giật lên. Nhưng mà làm cái việc khó gấp mấy. Đúng không? Mình nhìn thì mình bàn là mình biết sẽ làm nó phải lên như thế này nhưng mà bắt tay vào là hơi ấy đấy. Bắt tay vào cuộc mới phát hiện ra là thấy cái cây này không có mai sẽ có. Vâng. Một cây như đẹp như vậy nào cũng còn hỏng nhiều chứ. Cháu mà ví dụ thích cây nào về không mua là vẫn ngủ. Vẫn ngủ. Nói chung là đại huynh này là không chơi. Không tiếp. Đang mua cây trồng chi đấy. Hai thằng mua quả trà đá nó ban nhau từ sáng rồi. Thằng em bảo hai trồng chi đúng không? Ừ. Em ra nhìn thấy cây và biết là cây có tiền rồi. Thằng nó mua mấy cái chậu cũng được. Ừ. Trẻ chơi cầm cây tinh xảo lắm, trông to đẹp lắm. Đúng, nó cũng con mắt tinh đấy. Chết bỏ tiền ra để nó mua cái gì. Ông ơi. Ok, hết chuyện. Nhưng mà đứng đằng kia nó chán. Đằng này nó có cây nó đẹp đẹp tí. Đấy, đấy quay mặt đằng này cái ổi thế nào. Đấy. Rất khỏe khoắn. Không thấy anh đi mấy nhỉ? Chính thoảng mới đi. Ở nhà tỉa cây thì mùi nó rồi đi. Mà không hết việc nhỉ. Không có khăn đâu. Có hoa thì không thích thì để đâu. Mà không thích thì chịu. Đấy, nó là con điểm bắn cây nó thế chứ. Cái xương cá này ngon. Ủa, giờ ai cũng chơi mà có thắt thì thế. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.